Bạc Liêu, bản án nghiêm khắc cho nhóm côn đồ chém người vì dình điểu. Năm học vừa qua, có hơn 50.000 học sinh lớp 1 bị xếp loại chưa hoàn thành và có thể bị ở lại lớp trong năm tới nếu không vượt qua được kỳ thi bổ túc trong dịp hè này. Tuy nhiên, chuyện khó tin này đang phản ánh đúng thực chất. Rực rỡ hoa tường vi ngày hè ở thủ đô. Kỳ lạ chiếc xe hơi gầm thấp nhất thế giới. Kính chào quý vị khán giả. Đó là những câu chuyện nổi bật sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh đó còn có những thông tin nóng, những sự việc đáng quan tâm về mọi mặt đời sống dân sinh cũng được chúng tôi chia sẻ trong chương trình. Chúng tôi là Trúc Giang và Hoàng Trí. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Ngay bây giờ xin mời quý vị bắt đầu đi vào nội dung chi tiết với cụm tin nóng, ghi nhận những sự việc xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 27 tháng 7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiến hành tuyên án đối với bị cáo Phạm Văn Thành, cựu bí thư chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, nhiệm kỳ 2021-2026, cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, cùng với các đồng phạm liên quan trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, bị cáo Phạm Văn Thành cùng tội danh lĩnh án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, khoảng cuối tháng 1 năm 2021, tại thị xã Đông Triều do đại dịch COVID-19 lây lan trên diện rộng, địa phương cần tìm nguồn vật tư sinh phẩm xét nghiệm để phân luồng dập dịch. Phạm Văn Thành đã thỏa thuận thống nhất với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á về việc mua vật tư sinh phẩm xét nghiệm của công ty này. Các bị can đã ký các tài liệu thủ tục và hoàn tất việc thanh toán cho Công ty Việt Á tăng vượt 16.539 kit xét nghiệm và 16.548 kit tách chiết, gây thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Về phần khắc phục hậu quả, Phạm Văn Thành và đồng phạm đã dùng tiền cá nhân huy động các doanh nghiệp để bù lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Công ty Việt Á trên 18 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Thái, 20 tuổi, 13 năm tù về tội giết người. Hội đồng xét xử còn tuyên phạt 8 bị cáo khác với mức án từ 6 tháng đến 12 năm 2 tháng tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 2 tháng 8 năm 2022, Thái cùng 6 bị cáo khác ngồi nhậu trước sân của một cửa hàng kinh doanh tại xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Lúc này, ông NCB cùng ông VVC đã trình vào nhóm của Thái khi đang chạy xe ngang. Cho rằng bị dình điểu, các bị cáo đã lên xe rượt theo và dùng dao tự chế chém liên tiếp vào hai người đàn ông này, bất chấp nạn nhân van xin. Sau đó các bị cáo trở về phòng trọ lẫn trốn, nạn nhân được người dân đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Tấn Phong, 45 tuổi, ra đầu thú. Qua làm việc, Phong khai nhận ngày 25 tháng 7 đã điều khiển xuồng gỗ ra sông đánh cá. Sang tới bờ sông của Campuchia thì gặp một người đàn ông. Người này đã thuê Phong vận chuyển bọc đồ đưa qua bến phà chợ Cửu Long Bình, thị trấn Long Bình để ở đó có người tới lấy. Khi nhận bọc đồ, Phong không biết bên trong chứa gì. Gần về tới nhà, gặp lực lượng chức năng, Phong hoảng sợ nhảy xuống sông, bơi sang Campuchia bỏ trốn. Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình đã bàn giao nghi phạm trên cho cơ quan điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra xử lý. Trước đó, tối ngày 25 tháng 7, lực lượng Công an tỉnh An Giang bắt giữ vụ vận chuyển khoảng 19 kg kim loại, nghi là vàng trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Hai nghi phạm HVS 60 tuổi và NHT 22 tuổi đã ra đầu thú và khai báo cùng một số nghi phạm khác tham gia vận chuyển trái phép số kim loại và mang đến các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc tiêu thụ. Ngày 26 tháng 7, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và Công an tỉnh Lào Cai tiến hành triệt xóa một đường dây mua bán người và ép bán dâm. Tại cơ quan công an, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng trong đường dây này khai nhận đã sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ lừa gạt các nạn nhân từ Huế và các địa phương khác để đưa ra Hà Nội bán quần áo với mức lương cao, nhưng thực chất là làm nhân viên quán karaoke và bán dâm. Hiện cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý kiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 27 tháng 7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai đối tượng Lương Thị Toàn, 40 tuổi và Mông Thị Nghệ, 33 tuổi, cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi mua bán người. Bước đầu, Công an đã làm rõ, vào khoảng tháng 3 năm 2018, Toàn đã lấy chồng tại Trung Quốc, sau đó trở về Việt Nam và gặp Nghệ. Thời điểm này, Toàn đặt vấn đề với Nghệ tìm người đưa sang Trung Quốc bán. Sau đó, hai đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ, đưa chị D vượt biên trái phép và bán cho một người
người đàn ông Trung Quốc sau khi bán trót lọt nạn nhân. Nghệ được toàn chia số tiền hơn 20 triệu đồng. Mới đây, chị Đê lại về Việt Nam và làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Hiện vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyên mục Nóng trên mặt báo hôm nay xin được chia sẻ một góc nhìn đáng quan tâm của tác giả Hoàng Văn Minh về giáo dục. Thưa quý vị, năm học vừa qua, có hơn 50.000 học sinh lớp 1 trên toàn quốc bị đánh giá chưa hoàn thành trong năm học 2022-2023. Điều này có nghĩa là những học sinh này sẽ phải học bồi dưỡng trong hè và có nguy cơ ở lại lớp. Đâu là nguyên nhân dẫn đến kết quả khó tin này? Liệu điều đó có bất bình thường? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong phần phân tích sau đây. Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị tổng kết năm học mới đây cho biết, năm học vừa qua, toàn quốc có hơn 9,2 triệu học sinh tiểu học, tăng hơn 470.000 em so với năm học trước. Đây cũng là năm ngành giáo dục thực hiện chương trình mới đến lớp 3, lớp 4 và lớp 5 vẫn theo chương trình cũ. Theo chương trình mới, việc đánh giá học sinh lớp 1, 2, 3 dựa vào thông tư 27 gồm 4 mức: hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Với học sinh lớp 4 và 5 có 3 mức đánh giá: hoàn thành tốt, hoàn thành và chưa hoàn thành. Kết quả cả nước có hơn 105.700 học sinh tiểu học bị đánh giá ở mức thấp nhất, chiếm gần 1,2% tổng số, trong đó gần 52.500 em là học sinh lớp 1. Theo quy định, những học sinh này sẽ được giáo viên bồi dưỡng trong dịp hè. Nếu đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, thì giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để kiểm tra đánh giá. Qua đó, hiệu trưởng quyết định cho học sinh lên lớp hay lưu ban. Dù không đưa ra các con số các năm trước, báo cáo của Bộ cho rằng cách đánh giá mới phản ánh thực chất chất lượng giáo dục trên bình diện toàn quốc. Thực chất của chất lượng giáo dục theo đánh giá mới là những môn học lâu nay bị mặc định là phụ dư âm nhạc, mỹ thuật, giờ đều là môn dính, được dạy học, kiểm tra như các môn toán, văn, nên sẽ có rất ít học sinh xuất sắc toàn diện và nhiều học sinh chưa hoàn thành. Đến từ việc các trường và giáo viên bây giờ không còn bị áp lực bởi thành tích nên bắt buộc học sinh các cấp bằng một cách nào đó đều phải 100% lên lớp. Và bây giờ, áp lực này nếu còn, lại chỉ nằm ở phụ huynh với tâm lý không chịu để con mình thua thiệt hoặc là không dám nhìn thẳng vào sự thật mà thôi. Dạ vâng, đã từng có một thời gian rất dài vì áp lực thành tích dẫn đến việc học sinh ở lại lớp là một điều gì đó rất là xa xỉ. Dù trong thực tế có rất nhiều phụ huynh có con bị thiểu năng đã viết đơn gửi nhà trường xin cho con mình được ở lại lớp nhưng chưa bao giờ được đáp ứng. Giờ thì chúng ta có đến hơn 50.000 học sinh lớp 1 có cơ hội được hoặc bị ở lại lớp. Và nếu điều này có xảy ra thì đáng buồn thay. Chúng ta hãy xem đây là chuyện bình thường trong đi học. Vâng, giáo dục của chúng ta có những chuyện ví như cách đánh giá học sinh và ở lại hay không ở lại lớp. Sau rất nhiều năm, nhiều lần đổi mới, giờ lại quay về với điểm xuất phát ban đầu. Và đến đây thì nội dung này xin được phép khép lại. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, từ giữa năm 2017, trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng và Nguyễn Chí Thanh Hà Nội đã được trồng cây xanh theo 3 tầng khác nhau. Tầng trên cùng là cây phong, tầng giữa là hoa tường vi với cánh mỏng màu hồng và tầng dưới cùng là các loại hoa khác như là răm bụp, trang đỏ. Tuy nhiên, khi mà điểm nhấn là hàng phong lá đỏ héo úa được di dời thì hàng cây tường vi mới phát huy tác dụng, mang lại vẻ đẹp lãng mạn. Và đáng nói, không chỉ tại khu vực này, cây tường vi còn được trồng tại nhiều tuyến phố, công viên ở thủ đô, tạo nên một mùa hè rực rỡ. Tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh ảm đạm, nhạt nhòa bởi những hàng phong héo úa, ủ rũ này. Nay đã trở nên đầy sức sống nhờ những hàng cây tường vi nở rộ. Màu hồng, màu đỏ của hoa, xen kẽ màu xanh dịu mát của lá cây đã mang lại vẻ đẹp tươi mới, mát mắt cho bất kỳ ai khi đi trên tuyến phố được mệnh danh là đẹp nhất thủ đô. Những bông hoa này rất đẹp và rực rỡ, nó khiến cho con phố là nổi bật và thêm phần thơ mộng hơn. Ngày xưa thì cây phong nó đã bị chết héo úa đi, thì cái sức sống của con đường thì nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều. Khi mà có hàng tường vi vào thì cái con đường nó đã rất là tươi đẹp hơn, mọi người đi qua cũng cảm thấy tràn đầy sức sống hơn. Trước đây khi hàng phong lá đỏ bị héo úa, Hà Nội đã có đề xuất bằng cây bàn lá nhỏ. Tuy nhiên, ý kiến này cũng có nhiều tranh cãi, bởi theo các chuyên gia, việc trồng cây hè phố không chỉ cần hợp với khí hậu, đất đai, mà còn phải xét tới không gian xung quanh, chẳng hạn như hoàn cảnh của khu phố, quy hoạch hai bên đường.
trong cái lâm nghiệp đô thị thì cái họ tường vi được đánh giá là một cái họ rất có hiệu quả. Thứ nhất là nó mọc được ở nhiều loại đất. Cái thứ hai, cây tường vi nó không phải là cây che mặt đất, nó không phải cây lớn. Thì cây tường vi nó là cây trung gian. Cái họ tường vi nó có rất nhiều loài, có hoa đẹp, có lá đẹp và nó chịu đựng được những các cái khí hậu mùa đông cũng như là mùa hè. Cũng chính vì lý do đó mà cây tường vi được trồng trên nhiều tuyến phố của thủ đô và một địa điểm đang thu hút rất nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh. Về mùa hè nắng nóng thì mọi người đi trên một cái đoạn đường dài mấy trăm mét này thì bằng cái đường hoa tường vi nó sẽ tạo thêm cái hứng thú về hoa lá, như song song nữa là để mọi người được đi dưới những cái bóng mát của cây. Thời điểm này là khoảng thời gian đẹp nhất để người dân có thể thưởng thức vẻ đẹp của hoa tường vi. Màu sắc tươi mát thu hút ánh nhìn, tường vi cánh mỏng điểm xuyết cho bức tranh phố phường thêm rực rỡ, tươi tắn, hòa vào nhịp sống nhộn nhịp của thủ đô. Thưa quý vị, cứ vào khoảng từ tháng 5 cho đến tháng 7 hàng năm, những khoảnh ruộng bậc thang của người dân miền núi Hà Giang lại được lấp đầy ắp nước để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Khi nước về, người dân xuống ruộng, làm đất và cấy lúa. Những khoảnh ruộng bậc thang lúc này như những tấm gương phản chiếu đất trời, tạo nên một bức tranh cuốn hút. Những khoảnh ruộng bậc thang bù nước đổ cứ thay đổi màu sắc theo thời gian, không gian của một ngày, khiến cho du khách không thôi đau lòng bởi vẻ đẹp của những dải lụa vắt ngang lưng trời ấy. Mùa nước đổ chỉ là một mùa trong năm của khung thời vụ trên những ruộng bậc thang, bắt đầu của một vụ mới, bắt đầu của niềm tin và hy vọng về sự đo ấm đủ đầy. Thêm lịch thời gian thì mùa xuân là sự khởi đầu của một năm, thì trong nông lịch của người vùng cao thì mùa nước đổ bắt đầu là sự sinh sôi. Đó cũng là thời khắc đánh dấu sự gieo hy vọng với cầu bông mùa này, năm nay, thóc lúa đầy nhà, gia đình luôn hạnh phúc. Thưa quý vị, trong hành trình đến với Bình Thuận, dọc theo quốc lộ 1A, tuyến cao tốc hay là đường sắt Bắc Nam, hay thậm chí là nhìn từ trên máy bay, nhiều người cũng tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn những vườn thanh long bạt ngàn. Ngoài việc là mang lại giá trị kinh tế với vẻ đẹp của những vườn thanh long như thế này cũng là điểm nổi bật để thu hút khách tham quan mỗi khi đến với Bình Thuận. Vâng ạ, không chỉ mang lại nguồn thu nhập chính cho nông dân tại địa phương, thì vườn thanh long cũng là những ký ức tuổi thơ để những người con xa xứ luôn nhớ về và tự hào về mảnh đất đầy nắng gió này. Với diện tích khoảng 30.000 hecta, chiếm khoảng 65% diện tích trồng thanh long trên cả nước, sản lượng mỗi năm gần 700.000 tấn, Bình Thuận được ví như là thủ phủ của thanh long. Khoảng từ tháng 5 đến tháng 9 dương lịch là thời điểm chính vụ. Nếu về Bình Thuận vào thời điểm này, du khách sẽ được dễ dàng ngắm nhìn những vườn thanh long trái chín triểu cành, bạc ngàn vô tận. Để có được hiệu quả tốt nhất, các trụ thanh long được trồng ngay hàng thẳng lối, khoảng cách đều nhau, nên trông rất đẹp mắt và cuốn hút bởi chiều sâu vô tận của những dãy thanh long xanh mướt. Nếu không có dịp đi vào chính vụ, tham quan vườn thanh long ở những thời điểm nghịch vụ cũng là một trải nghiệm khá đặc biệt. Cả khu vườn thanh long được sáng đèn khi đêm xuống, từ góc nhìn từ trên cao vườn thanh long lúc này như là những ánh sao đêm làm say đắm lòng người. Đây cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên trong lòng du khách dù chỉ được một lần đến ngắm nhìn. Hoa thanh long còn có tên gọi khác là hoa bá vương bởi vẻ đẹp kiêu sa, trong trắng và hương thơm vô cùng quyến rũ. Ngắm nhìn vườn thanh long ở giai đoạn hoa nở rộ, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác bình yên, tinh khiết, nhẹ nhàng, thư thái, hòa vào không gian thoang thoảng hương thơm. Về với trái thanh long tại Bình Thuận, du khách không những được tìm hiểu về quy trình sản xuất mà còn được thưởng thức hương vị thanh mát bổ dưỡng của trái thanh long ngay tại vườn, cùng với người nông dân tận tay thu hoạch trái chín để đem về làm quà cho bạn bè và người thân. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với Quảng Ngãi để cận cảnh bà con mặc áo chống nắng cho trái bưởi. Được biết, toàn huyện Nghĩa Hành có hơn 790 hectare cây ăn trái, trong đó bưởi da xanh là một trong những cây trồng chủ lực. Mùa bưởi chính vụ bắt đầu từ cuối tháng 7 đến tháng 9 và để trái không bị rám vàng, các nhà vườn phải mặc áo chống nắng cho bưởi. Ông Phạm Văn Đạt ở xã Hành Minh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.000 m2 cây ăn trái, trong đó có hơn 30 gốc bưởi da xanh. Ông Đạt mua nhiều bọc, túi pha ni lông để bao bọc các trái bưởi. Đây là cách các nhà vườn chống rám bưởi khi bưởi sắp thu hoạch, đảm bảo quả bưởi chín đều đẹp. Ông Đạt cho biết, bưởi năm nay giá khoảng 25.000 đồng tới 30.000 đồng 1 kg, cao nhất là 35.000 đồng 1 kg. Do thời tiết khắc nghiệt, bưởi bị rụng hoa rất nhiều, bây giờ là lúc thu hoạch chính vụ. Để giảm thiệt hại và nâng cao chất lượng trái, mỗi trái bưởi đều được bao bọc cẩn thận. Theo ông Đạt,
việc bọc trái bưởi vừa có thể chống nắng nóng, vừa chống sâu bệnh, côn trùng xâm nhập. Nếu không bao bọc, vỏ bưởi sẽ bị hơi đỏ vàng, bị hớp, bầm quả. Khi ăn sẽ có mùi khét nắng, nên ông phải che nắng, nhất là những nơi ánh nắng chiếu trực tiếp. Ánh sáng quá nhiều không tốt cho bưởi phát triển. Bà Nguyễn Thị Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hành Minh cho biết, xã Hành Minh có 20 hectare cây ăn trái, chủ yếu là bưởi, chôm chôm, sầu riêng. Thời tiết năm nay rất khắc nghiệt nên tỷ lệ đầu bưởi khó khăn hơn, do vậy các nhà vườn cần giữ gìn chất lượng quả để bán được giá hơn. Tin quốc tế gây chú ý, anh Caramo Gedon, chủ nhân một kênh YouTube của Italy, đã nảy ra ý tưởng cùng các bạn của mình làm chiếc ô tô gầm thấp nhất thế giới, có cách hạ gầm không theo cách thông thường. Mời quý vị cùng khám phá chiếc xe kỳ lạ này ngay sau đây. Họ đã sử dụng xe cũ thuộc dòng Fiat Panda thế hệ đầu tiên, lấy từ bãi phế liệu rồi cắt dọc theo bản lề cửa trên, chỉ để lại bề cửa sổ, các trụ nóc và nắp capo. Sau đó, họ gia cố lại khung và gắn bánh xe nhỏ để cho ra một chiếc xe ô tô mới. Gọi là ô tô, song thực tế chiếc xe đặc biệt này chỉ có 3 bánh với khoảng sáng gầm chỉ có 30mm, vừa đủ để không bị vướng vào nắp cống. Xe sử dụng động cơ 2 thì, vì rõ ràng với không gian còn lại không đủ để giữ lại động cơ nguyên bản. Đáng kinh ngạc là chiếc xe gầm thấp này vẫn có thể vừa vặn một người lái, mặc dù tầm nhìn hoàn toàn bị vô lăng, động cơ và kính chắn gió màu che. Nhìn vào kết quả, có thể thấy chiếc xe di chuyển thành công nhưng khá khó lái và chật chội. Thưa quý vị, còn đây là chiếc siêu máy xúc Bayer 288 với chiều cao tương đương của một tòa nhà cao tầng và nặng 13.500 tấn. Chiếc máy xúc do Đức sản xuất này đã giữ kỷ lục Guinness là máy xúc lớn nhất thế giới. Máy xúc Bayer 288 cao 96m, dài 220m và nặng 13.500 tấn. Nó có thể đào 240.000 tấn đá mỗi ngày và được sử dụng để khai thác khoảng 8,5 triệu tấn than mỗi năm. Bayer 288 cần 4 người vận hành gồm 2 người điều khiển, 1 người phụ trách băng chuyền và 1 người giám sát. Bên trong máy xúc có cả nhà vệ sinh và nhà bếp. Nhằm tránh nguy cơ chiếc máy xúc khổng lồ này làm hại mặt đường trong quá trình di chuyển, đoạn đường giữa hai khu mỏ được trải thảm cỏ và đổ cát dày. Sau 3 tuần lễ, máy xúc Bayer 288 di chuyển với vận tốc tối đa là 1 km/h đã đến mỏ Gauweiler. Hiện nơi đây còn được coi là một điểm thu hút khách du lịch đến để tận mắt xem máy xúc Bayer 288 hoạt động. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, vụ 4 công dân gạt ký khi đào vét cống, 2 người đã được xuất viện. Chuyên mục chuyện ngày mới, ông nông dân Bến Tre sở hữu độc quyền giống tắc không hạt. Một câu chuyện đáng chú ý về cuộc sống của bà con người dân tộc ở Quảng Nam. Thưa quý vị, khi mặt trời vừa ló dạng là từng tốp người dẻ triêng lũ lượt kéo ra thượng nguồn của dòng sông Đắc Mi khô cạn để đãi vàng. Họ dùng dụng cụ thô sơ như là mâm, rổ, máng, gầu để đãi vụn vàng li ti lẫn trong cát, sỏi dưới đáy sông. Vàng trôi trên sông nhưng để lấy được vàng không hề dễ dàng. Câu chuyện được phản ánh qua ghi nhận sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Từ cầu Nước Mỹ, xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, nhìn xuống dòng sông Đắc Bi, những người dân đãi vàng dưới đáy sông như những con còng lầm lũi. Trên độ sông gần 2 km, gần 100 người dân chia thành từng khu vực cách nhau khoảng 200 m để đãi vàng, bắt đầu từ lúc 7 đến 8 giờ sáng đến chiều. Khi thủy điện Đắc Bi xả nước thì trở về lều nghỉ ngơi. Xuống nồng đập bắt mang xong là xúc cát. Bỏ vô ghi rổ, xong mình xóc, rồi cắt nương ra, rồi chịu thảm nữa, xong có vàng nương bác chịu thảm nữa. Xong mình cưa mười mấy, 20 cây nữa, mình lấy được thảm nữa, mình vô chỗ cái mầm đó, xong mình đẩy mới ra được vàng. Tối ngày có đủ, hôm ngày không có, không đủ. Ông Hồ Văn Hinh có 4 người con, nhà nghèo, đứa nhỏ nhất theo chân cha mẹ ra suối vì ở nhà không có người trông coi. Theo ông Hinh, đãi vàng rất cực nhọc, có bữa không được gì nhưng cố làm để kiếm miếng ăn. Ngày thường thì cũng đi làm hay làm rẫy rồi trồng sáng rồi trồng keo rất thôi. Rảnh rỗi mình mới đi làm. Vất vả lắm. Mình không làm cũng có mua mắm, mua muối.
Theo ông Hồ Văn Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, việc đẩy vàng trên sông Đắc Bi là trái phép, nhưng do đời sống đồng bào còn khó khăn nên vẫn lén lút làm. Như vợ chồng chị Hồ Thị Nga, con gái bị bệnh đã 5 năm nay, kiếm được đồng nào anh chị lại đưa con xuống Đà Nẵng chữa bệnh, hết tiền lại về đãi vàng. Cuộc sống bấp bênh như con nước lên xuống ở lòng hồ. Thì bà con ở Phước Chánh thì nghèo, giống như chị đây thì con bé anh bệnh tật. Vì một tuần thì xuống một lần nó không đủ, không đủ ăn, không đủ là trong bé. Vào mùa khô khoảng từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm, khi dòng sông Đắc Bi trơ đáy, thì hàng chục hộ dân tại xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn lại đổ ra dòng sông này để đãi vàng cám hoặc gọi là vàng trôi. Sau một ngày đọc rã gấp bình dưới dòng nước, người dân thu được khoản tiền trên 100.000 đồng. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn thu đáng kể trong hoàn cảnh đời sống của bà con còn nhiều khó khăn. Phần tin nóng trở lại ngay sau đây. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Mới đây tại Bình Phước, một nhà dân bị mất trộm xe máy. Điều đáng nói là chiếc xe này đã hết xăng. Theo camera nhà dân ghi lại vào lúc rạng sáng ngày 27 tháng 7 cho thấy, thời điểm mọi người đều đã đi ngủ, một đối tượng từ bên ngoài đi thẳng vào nhà, sau đó dắt chiếc xe cũ hết xăng đem ra ngoài rồi biến mất. Chủ nhà cho biết chiếc xe cũ này chỉ dùng để đi lấy cây keo cho dê ăn mà nỡ đồng nào lấy mất. Ngày 27 tháng 7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Phú Trường Rõ, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, khiến một bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, người phụ nữ khoảng 55 tuổi điều khiển xe máy điện biển số 67AC12622 chở theo cháu trai 8 tuổi lưu thông đến khu phố Tân Bình thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ben lưu thông cùng chiều khiến hai bà cháu ngã ra đường. Bé trai 8 tuổi bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng với công an thành phố Đồng Xoài điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Thành Đạt, 26 tuổi, quê ở Bình Định, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cơ quan điều tra, tài xế Võ Thành Đạt điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 51D-64169 lưu thông đến ngã tư Cổng Bờm, giao giữa quốc lộ 51 với đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ. Đã cho xe chuyển hướng thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 72D1-02597 do ông LQV, 63 tuổi điều khiển, lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông P ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người tử vong. Qua điều tra, bước đầu xác định tài xế Đạt điều khiển xe tải chuyển hướng không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi cùng chiều, gây ra vụ tai nạn. Trưa ngày 27 tháng 7 tại căn nhà mới xây xong ở thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, người đàn ông đập phá một nhà vệ sinh cũ thì tường gạch ngã sập, đàn người này tử vong. Thông tin ban đầu, anh HVL đập phá tường gạch của một nhà vệ sinh cũ cạnh ngôi nhà của người quen vừa xây xong, bất ngờ bức tường gạch ngã sập đè lên người anh L. Người nhà đã khiêng tảng tường gạch để cứu nạn nhân, đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, nhiều tảng tường gạch đã ngã trên nền đất, thi thể nạn nhân được xe cứu thương không đồng Bình Thuận hỗ trợ đưa về nhà để lo hậu sự. Liên quan đến vụ công nhân ngạt khí khi nạo phét cống thoát nước trên tuyến đường thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh khiến một người tử vong, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết 2 trong 4 công nhân đã được xuất viện sau một ngày điều trị. Cụ thể, 2 bệnh nhân được xuất viện là anh TTB, 43 tuổi và NKF, 22 tuổi. Trước đó, trưa ngày 26 tháng 7, 2 công nhân được chuyển đến khoa cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng khó thở, nặng ngực. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị thiếu oxy trong máu và mô. Sau khi được hỗ trợ hô hấp 30 phút, 2 bệnh nhân được chuyển lên khoa bệnh nhiệt đới để theo dõi và điều trị. Sau một ngày, tình trạng bệnh nhân cải thiện tốt, các xét nghiệm đều trở về bình thường. Ngoài 2 bệnh nhân nói trên, có 2 bệnh nhân khác cũng nhập viện cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó được điều trị tại khoa nội phổi. Sau khi rửa phế quản, tình trạng suy hô hấp của các bệnh nhân đã giảm và đang tiếp tục được theo dõi. Một thông tin đáng chú ý xảy ra tại Bắc Cạn, trận mưa lớn kéo dài vào ngày 28 tháng 7 khiến một số tuyến đường và khu dân cư trên địa bàn thành phố Bắc Cạn bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân, đồng thời làm ngập úng cục bộ tuyến đường Đội Kỳ, đoạn từ trường Trung học phổ thông Bắc Cạn đến ngã tư đường Hùng Vương, sân nhà văn hóa tỉnh, khu dân cư Quang Sơn. Trận mưa to xảy ra đúng vào thời điểm người dân đi làm đã gây ra tình trạng di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện giao thông bị chết máy giữa đường, thậm chí xe máy bị cuốn trôi vài mét. Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Cạn,
Từ ngày 30 đến 31 tháng 7, ở tỉnh Bắc Cạn có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến dao động từ 30 đến 70 mm, có nơi trên 120 mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, có rất nhiều nông dân lai tạo thành công những giống cây cho trái không hạt như là chanh không hạt, bưởi không hạt, bơ không hạt hay ổi không hạt. Nhờ vào tính sáng tạo cũng như sự độc đáo của các sản phẩm đã giúp cho nông dân có được nguồn thu nhập khủng vào mỗi năm. Và mới đây thì ông Trần Thuận Khanh ngụ tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã lai tạo thành công giống tắc không hạt đầu tiên tại Việt Nam. Nhờ sở hữu giống tắc độc nhất này đã giúp cho ông Khanh kiếm được hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Chuyên mục Chuyện Nghe Mới ngày hôm nay, mời quý vị cùng cận cảnh giống tắc không hạt độc đáo của lão nông miền Tây quý vị nhé. Để có được một vườn tắc không hạt như hiện nay, ông Trần Thuận Khanh, ngụ tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, đã mất hơn 10 năm để có thể cấy ghép giống chanh không hạt với cây tắc lại với nhau. Sau nhiều lần cấy ghép thất bại, đến khoảng năm 2019, ông Khanh đã có được cây tắc không hạt đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nhận thấy năng suất cũng như nguồn kinh tế của giống tắc không hạt mang lại, ông Khanh đã quyết tâm mở rộng diện tích sân vườn hơn 5.000m2 để nhân giống và trồng thử nghiệm. Đến năm 2022, tắc không hạt của ông Khanh đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre công nhận là cây tắc đầu dòng. Cái nguồn gốc cây tắc không hạt thì xuất xứ nguồn gốc của gia đình. Thì trong quá trình cấy ghép ở nhà nó lai tạo được cái tắc không hạt. Thì để nghiên cứu là phải lai tạo số lượng lớn thêm nữa. Tính đến thời điểm này, vườn nhà của ông Khanh đã có hơn 20.000 gốc cây tắc không hạt đang trong quá trình cho bông và kết trái. Nhằm để nhiều người biết đến giống tắc mới này, ông Khanh còn tận dụng khoảng 1.000m2 đất trống của hợp tác xã nông nghiệp thuộc xã Long Thới, huyện Chợ Lách làm nơi trưng bày và cung cấp cho người dân trong khu vực của xã. Để nhận biết sự khác biệt so với tắc có hạt, ông Khanh cũng chia sẻ thêm, đối với tắc không hạt, phần núm phía dưới thân sẽ bằng phẳng hơn so với tắc có hạt. Ngoài ra, lượng nước của tắc không hạt chiếm tỷ lệ nhiều và không có vị đắng như tắc có hạt. Thì nói chung là nó có ưu điểm là nó không có hột. Cái hai nữa là nó sử dụng rất là dễ. Thì nặng không có hột thì nó không có vị đắng. Thì nó trên thị trường bây giờ là nó bán cao hơn tắc bình thường. Bên em có được cái giống tắc không hột này thì nói chung là nó mang lại kinh tế gia đình thì nói chung là cũng khá là ổn. So với cây tắc bình thường thì tỷ lệ cây tắc bình thường thì bán được 10,000 cây thì cây tắc không hột bán có thể được 100,000 cây. Bên cạnh đó, ưu điểm của tắc không hạt còn giúp cho người tiêu dùng cũng như các cơ sở chế biến tiết kiệm được nhiều thời gian trong quá trình tách bỏ hạt. Nhờ vào những ưu điểm vượt trội đó nên nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đã tìm đến vườn của ông để đặt mua cây giống đem về trồng. Trung bình mỗi tháng, ông Khanh xuất bán hơn từ 500 đến 1.000 giống tắc không hạt cho nhiều người dân ở các tỉnh thành như Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước, Sóc Trăng, Đắk Lắk, thu về gần 100 triệu đồng một tháng, từ đó giúp ổn định và phát triển kinh tế cho gia đình tốt hơn. Trong năm 2023 này, ông Trần Thuận Khanh cho biết khi sản lượng tắc không hạt đủ lớn sẽ đưa vào hệ thống các siêu thị. Ông cho rằng trên thị trường chưa có giống tắc không hạt nên sản phẩm của ông khi đưa vào thị trường sẽ gặp nhiều thuận lợi bởi không có đối thủ cạnh tranh. Việc đưa tắc không hạt đến gần hơn với người tiêu dùng và hoàn thành được mục tiêu của mình chính là niềm tự hào to lớn của ông Khanh. Nhận định về thị trường tiềm năng trong tương lai, ông nông dân miền Tây sẽ cho mở rộng mô hình này đến với bà con nông dân để đạt sản lượng lớn và cho xuất khẩu ra nước ngoài. Và thưa quý vị, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Trúc Giang và Hoàng Trí xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Còn bây giờ, Hoàng Trí và Trúc Giang xin kính chào và hẹn gặp lại.